Chào mừng mọi người đã trở lại với chuyên mục đồng hồ của kênh Khang Luxury. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một siêu phẩm đến từ hãng đồng hồ nổi tiếng Frank Muller. Đó là chiếc đồng hồ Frank Muller Steel Custom Diamond V41. Như mọi người thấy ở đây, ở mặt đồng hồ, ở các viền của nó là được đính kim cương hết. Rất long lanh và đẹp nha mọi người. Ở trong những con số này luôn, mọi người thấy không? Đây mình quay chi tiết sát vào cho mọi người xem. Chiếc đồng hồ này là được chế tác từ thép không rỉ và được đính kim cương lên như mọi người thấy ở đây nhé. Rất đẹp, rất nổi bật. Và đây là mặt sau của chiếc đồng hồ này. Nó sẽ được khắc những cái thông tin từ Frank Muller Geneva ha. Và ở những cái dây này là dây cao su nhé mọi người, dây da. Ở trên này thì là mặt da. Ở phía dưới nó là cao su ha. Đây là da. Và ở cái khóa này là khóa Frank Muller bằng thép không rỉ luôn, stainless steel nha mọi người. Đây là khóa của nó, chưa lột siêu luôn nhé mọi người. Tình trạng của chiếc điện thoại này là new 100%, tức là mới 100%, và full box, tức là nguyên hộp luôn mọi người, còn rất đẹp và mới. Nếu mọi người quan tâm chiếc đồng hồ này, có thể liên hệ đến các số điện thoại của Khang Luxury 0942222092, 0983098800 hoặc 0944003355. Và nếu mọi người muốn được tư vấn chi tiết hơn, gửi hình ảnh chi tiết về chiếc đồng hồ này thì có thể add Zalo 3 số trên và nhân viên của Khang Luxury sẽ tư vấn nhiệt tình và gửi hình ảnh thực tế của chiếc đồng hồ này cho mọi người nhé. Hoặc nếu tiện, mọi người có thể đến cửa hàng của Khang Luxury tại số 151 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để mình xem trực tiếp, mình cầm trên tay hoặc mình đeo thử vào xem nó có hợp với mình không luôn nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video.